vì lúc tới được, sau đó là những cái phong cảnh nó thấp kém thì về vào không có được tiếp nhận được oxy dinh dưỡng và nó sẽ trở nên cái đó chết. Em bị sao ạ? Động sẽ trở nên cái đó chết. Đó và cái bổn thương đó chống bệnh bao nhiêu lâu rồi anh? 2014 nó của 2004 à, là 12 năm đó, 2004 là 2 năm 2 năm mấy à, từ nó liệt toàn thân là khoảng tháng 4 tháng 3 tháng 3 năm 2004 rồi nằm một tháng rồi về là tới cuối tháng 5 á thì bác sĩ nó mới mổ thì lúc đó nó mổ nó chụp em rai đó, nó xác định là cột sống cổ nó chập tủy, cái nó liệt toàn thân, nó không còn cử động, nói chung không cử động gì được. Coi như nó chè. Chè toàn thân. Rồi mổ phàn bắt ốc gì này thì lúc đó bắt đầu là đi được. Ngồi dậy đi được, cái đó thì đi từ nó dậy là cứ vậy, nó đau cái đau lưng là cột sống lưng đó, nó đau dữ dội lắm. Dạ. Giờ bây giờ anh vào chỗ đi ạ, anh vào chỗ ngồi. Đây anh vào chỗ này, anh ngồi chung với mọi người. Có thể gần đây giữ không? Có ai lên ngồi đối diện làm thầy chữa cho anh này không ạ? Rồi, mọi người. Rồi bây giờ cái chân anh so với lúc trước sao? Chân thì khi làm rồi thì nó có nhẹ, nó nhẹ. Rất nhẹ, nói chung rất nhẹ. Rất nhẹ nhưng mà bây giờ bỏ nặng đi lại cho em xem, không nặng đi nào. Không nặng hả? Đúng rồi, không nặng đi lại, trời ơi. Được cái này vào đi không được. Đấy. Là té. Không. Bắt buộc đi phải kèm cái đó. Thì. Bây giờ là nhẹ bỏ nặng được rồi đấy. Nhẹ thì bỏ. Nặng chỉ là cái để giúp mình thôi. À, bây giờ là cách ly cái nặng rồi, không cho dùng nặng nữa. Rồi, không cho dùng nặng nữa rồi. Bỏ nặng luôn. Mừng rồi. Này lại được tặng nặng nữa rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.